một trong những giải pháp tối ưu của chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững. Cứu cánh về bài toán giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Thay đổi nhận thức, tư duy và năng lực cho người lao động. Đi làm thuê, về làm chủ. Đó là những hiệu quả ban đầu từ một đề án trọng tâm của tỉnh Đồng Tháp. Đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài là một trong những chương trình trọng tâm được chính quyền tỉnh Đồng Tháp quan tâm thực hiện trong nhiều năm qua. Bước đầu thì chương trình này đã mang lại những hiệu quả tích cực, góp phần phát triển kinh tế xã hội tỉnh nhà. Những lao động tham gia làm việc ở nước ngoài thường có thu nhập khá cao và ổn định, tích lũy gửi tiền về cho gia đình, từng bước ổn định kinh tế, vươn lên khá giàu. Tính riêng trong năm 2018, toàn tỉnh có hơn 2.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài, đạt trên 200% kế hoạch đề ra. Hiện nay, số lao động đang theo học ngoại ngữ, giáo dục định hướng và trúng tuyển chờ xuất cảnh là trên 520 người. Thông tin từ Trung tâm Dịch vụ Việc làm Đồng Tháp, các thị trường hiện hút người lao động đến làm việc có thể kể đến là Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc, Malaysia, với ngành nghề chủ yếu là trang trí nội thất, cơ khí, chế biến thủy sản hay điện tử. Còn theo một kết quả điều tra xã hội học gần 2.000 người về công tác đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài cho thấy, sau khi kết thúc hợp đồng về nước, hơn 8% đã tích lũy được dưới 50 triệu đồng, trên 57% tích lũy từ 50 đến 500 triệu đồng. Đáng chú ý, tỷ lệ tích lũy từ 500 triệu đồng đến hơn 1 tỷ đồng chiếm gần 7%. Bên cạnh đó, có hơn 70% người lao động mong muốn tiếp tục đăng ký đi làm việc ở nước ngoài. Tham gia làm việc có thời hạn ở nước ngoài không chỉ để kiếm tiền mà đó còn là cơ hội để nâng cao kỹ năng, tay nghề cho người lao động, vươn đến một mục tiêu cao hơn, xa hơn, đó là đi làm thuê, về làm chủ. Với những con số thống kê như trên thì những người lao động của chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi cuộc sống, có được một việc làm vững chắc sau khi hết hạn hợp đồng trở về nước. Minh chứng là Mỹ Duyên đang có mặt trước nhà của anh Nguyễn Văn Bia tại ấp Long Bình, xã Hòa Long, huyện Lai Dung, một lao động trở về từ Nhật Bản vươn lên làm sản xuất giỏi và phát triển kinh tế gia đình. Anh Nguyễn Văn Bia là con thứ hai và là con trai duy nhất của gia đình. Sau khi xuất ngũ, anh quyết định tham gia lao động có thời hạn ở nước ngoài để phát triển kinh tế gia đình. Tháng 6 năm 2015, anh sang Nhật Bản làm việc với thời hạn 3 năm. Đến tháng 6 năm 2018, chàng trai 27 tuổi này đã mang về tài sản hơn 600 triệu đồng tích lũy. Từ đó, anh giúp ba mẹ sửa sang nhà cửa, đầu tư trồng hơn 7 công đất vườn cam quýt. Dự định rằm tháng giêng này, gia đình sẽ thu hoạch đứa trái đầu tiên với nhiều hy vọng phấn khởi. 600 triệu là khoản tài sản không nhỏ đối với nhiều thanh niên đang trên đường lập nghiệp. Và anh Bia đã dành ra khoảng thời gian 3 năm xa nhà. Bằng sự nỗ lực học hỏi và làm việc của mình, anh đã trở về làm giàu trên chính quê hương. Ngày hôm nay, để chúc mừng và khích lệ tinh thần của anh Bia, một trong những người lao động đi làm thuê về làm chủ của Đồng Tháp, thì Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Dương đã đến tận nhà và cùng ra thăm vườn với nhân vật của chúng ta nhân dịp đầu năm mới. Xin mời tất cả quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với cuộc gặp gỡ này. Vườn anh cho trái thứ mấy đây? Mai năm thứ mấy? Đầu tiên. Năm đầu tiên anh thấy gì nó thấy thỏa mãn mình không, mà thấy có cái gì vui trong cái câu chuyện này không? Bây giờ trước mắt thì thấy miếng vườn này thì đã đạt yêu cầu rồi đó. Nhưng mà hồi nào giờ chưa có bán, chưa có biết rồi giá mấy. Vậy hả? Chưa có biết thu hoạch bao nhiêu. Bây giờ cháu thì thấy đi ở sau khi trước đây mình đi làm ruộng, không tiếp gia đình đi bộ đội làm ruộng, bây giờ là đi lao động ở nước ngoài về. Để về làm vườn, cái kiến thức mình có đóng góp gì được trong cái mảnh vườn cho bố mình không? Dạ cũng có chút ít. Cũng như cái nào mà mình thấy giúp cho nông sản tốt hơn thì mình góp ý, như làm cho trái, làm nông sản sạch hay là phun ít thuốc trên cây để bảo đảm người tiêu dùng. Cho cháu đi lao động ở nước ngoài đó.
Vậy cái kinh phí gia đình có đủ để tham gia hay là thông qua cái gia đình, cái chính sách của tỉnh mới đi được? Mới lúc đầu thì không có tiền đi, nhưng mà cũng nhờ chính sách hỗ trợ, hỏi được 84 triệu thì tôi mới nung đúc thằng cho con đi ra làm nguyện việc mà nước ngoài. Một trong những trăn trở khó khăn ban đầu của người lao động khi đi làm việc ở nước ngoài chính là nguồn kinh phí. Nhờ những chính sách hỗ trợ kịp thời của chính quyền địa phương đã giúp những người lao động như anh Bia thực hiện ước mơ thay đổi cuộc sống. Sau khi cùng gia đình ra thăm vườn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Dương cũng đã dành thời gian ghé thăm, chúc Tết và vui mừng thông tin về những chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài của tỉnh. Theo đó, Đồng Tháp là địa phương tiên phong và thực hiện thành công chính sách vay vốn theo hình thức tín chấp đối với lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng. Chỉ trong năm 2018, Đồng Tháp đã hỗ trợ vay tín chấp từ 90 đến 100% cho hơn 1.660 lao động có chi phí xuất cảnh. Ngoài ra, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh cũng hỗ trợ trên 1.400 lao động với số tiền gần 6 tỷ 600 triệu đồng để học nghề, học ngoại ngữ, khám sức khỏe, lệ phí visa, vân vân. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng cho biết sẽ tìm giải pháp để vận dụng các chính sách hỗ trợ thực tập sinh, người lao động sau khi kết thúc hợp đồng về nước, được tham gia chương trình khởi nghiệp, kinh doanh, ứng dụng khoa học kỹ thuật, đóng góp cho quê hương. Trước khi là lúc đó em sống đây về rồi, thì bây giờ là nó... mình được cái gì? Giống như mình thấy mình trưởng thành hơn, như giống như gia đình mình bớt đã hơn xưa một chút. Về kinh tế thì đã hơn phải không? Dạ. Thứ hai nữa là về cái kiến thức của mình rồi phải không? Dạ. Về cái kỹ năng của mình cũng có hơn phải không? Dạ. Em có một cái lời gì để chuẩn bị chương trình của tỉnh đưa cho các em đi tiếp tục, em có lời khuyên gì với các em, với bạn bè, nhất là cái bộ đội xuất ngũ hiện nay như em? Dạ. Cũng mong anh em bạn bè thanh niên rồi đăng ký đi Nhật, thứ nhất là giúp cải thiện kinh tế gia đình, thứ hai là giúp cho tỉnh nhà phát triển và nâng cao ý thức của mình hơn, về cũng giúp ích cho đường Việt Nam, cố gắng học mới đi chơi một chút. Dạ. Đâu vậy chứ, dạ. Học ngoại ngữ rồi đi tiếng Nhật để mình ra ngoài xâm nhập với điều kiện sống mà trao đổi dễ dàng hơn. Dạ. Còn lần sau này nhà nước tuyên truyền nhân rộng thì cái tiếng nói của anh chị, cái tiếng nói của cháu rất là quan trọng, cũng như là vấn đề mình nuôi thật với thật con mình đó, đã được cái thành công như thế để cho những cái em sau này, những thanh niên sau này là an tâm, những gia đình khác an tâm. Còn về vấn đề trồng cây cam sòn như thế này thì mong rằng anh liên kết cho nó chặt chẽ với cái hợp tác xã đó, để mình có cái nơi tiêu thụ cho nó ổn định. Đi đến thăm hỏi gia đình thấy đạt như vậy là tôi cũng được vui chung, và chắc là cũng tới là tỉnh cố gắng nhiều hơn nữa để thúc đẩy cái chương trình này đạt kết quả là tốt nhân dịp năm mới 2019 là những năm kỷ hợi. Một chúc Tết với gia đình, anh chị và cháu Bia sức khỏe thì dồi dào, công việc thì sau khi mình có kiến thức rồi mình làm cái cuộc sống cho bản thân và gia đình thành đạt trong thời gian kinh tế. Cảm ơn anh Dương ạ, thì cũng chúc anh Dương ăn Tết vui vẻ. Từ những kết quả nổi bật đạt được trong năm qua, mục tiêu năm 2019, Đồng Tháp sẽ tiếp tục đưa hơn 2.000 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, đồng thời hỗ trợ cho những lao động hết hợp đồng về nước phát triển kinh tế. Đó là hành trình của năm mới. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của chính quyền, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh, các cấp ngành lao động thương binh xã hội địa phương, cùng với sự nỗ lực của mỗi người lao động, chúng ta có quyền tin tưởng rằng một nguồn lực phát triển kinh tế xã hội trong tương lai gần sẽ đến từ chính những người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.